hello các bạn, xin chào các bạn đến với kênh YouTube phố World tại nhà cùng với Kim. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có market updates. À, mình sẽ điểm qua những thông tin quan trọng trong tuần này, cũng như những dấu hiệu quan trọng về dòng tiền, nè các uh, chương trình các uh, ER, các earning report nổi cộng mà các bạn có thể để ý để trade và cũng như các key level quan trọng của các ETF và các mã stock chính. Thì đầu tiên á chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua stock market đã có một cái nhịp à hit với, à, ở điểm O time 2 ngay vùng màu xanh mà mình đã vẽ trước đó. Ở level khoảng chừng 509 510 và sau đó đó thì nó đang diễn ra cái đợt buôn bán quay trở về lại điểm support của mình là ở level khoảng chừng 505 506 507. Thì tại đây à, những điều gì sẽ tiếp diễn cũng như là cái sự buôn bán này sẽ xảy ra cho đến khi nào. Và trong vòng 2 tuần tới thì chúng ta sẽ có ngày OPEC cho tháng 3 Và ngày OPEC này cũng là một ngày quan trọng Bởi vì nó diễn ra ngay trước FOMC Cực kỳ quan trọng của quý 1 Cũng như là sau những cái đợt về CPI report Như vậy thì trade plan của chúng ta dành cho OPEC Mình có thể chuẩn bị ngay từ ngày mai ngày mốt luôn Mình sẽ trade những cái gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi với Kim Thứ nhất là về Smart Money và Dumb Money thì trong thời gian từ cuối tuần rồi cho đến bây giờ thì Smart Money vẫn liên tục rút tiền ra khỏi market và vẫn giữ một cái mức thấp. Thật sự thì ngoài cái đợt khi mà Smart Money chạm tới cái ngưỡng không khoảng 0.2, 0.3 và sau đó bounce lên từ đó thì Smart Money vẫn chưa có một dấu hiệu thực sự cho thấy đang tích cực đổ tiền vào market. Trong khi đó thì Domini đang có những dấu hiệu chững lại và thậm chí là đi risk cho portfolio của mình. Về instruct uh, về uh, transaction cho insider thì vẫn đang trên đà sell over buy, có nghĩa là những lượng uh, những lượng bán ra bằng các mã cổ phiếu của các market maker thì vẫn giữ cái mức cao hơn rất nhiều so với những lượng mua vào. Nếu chúng ta xét về uh, cái um, chỉ số đo lường mức độ rủi ro thì mặc dù trong những ngày gần đây các bạn thấy là market đã có những nhịp chững lại và thậm chí những con stock đạp O thăm hai, ví dụ như là NVDA thì nó cũng đang ở cái mức uh, mình không biết là distribution hay là consolidation, nhưng mà tạm thời mọi thứ dường đang dường như là đang ở mức bảo hòa ở trong cái market này. Mặc dù vậy, cái chỉ số về mức độ tham lam vẫn giữ ở mức extreme, có nghĩa là cực kỳ tham lam ở trong market này. Và cái mức độ rủi ro về ngắn hạn thì đã được giảm xuống, trong khi mức độ rủi ro về dài hạn lại tăng lên. Các bạn có nhớ vào thứ sáu tuần trước thì mức độ rủi ro trong ngắn hạn nó chỉ dừng ở mức 6, trong khi đó medium term thì dừng ở mức là 7. Nhưng mà bây giờ thì hai chỉ số này đã có sự điều chỉnh. Như vậy á, dựa ở trên những cái mà mình vừa mới nhìn qua về dòng tiền. À, và tiếp theo đó là mình sẽ nhìn về cái maximum pen. Lý thuyết về maximum pen thì hiện tại nè, vào ngày mai, cái maximum pen á nó đang được gieo ở cái mức giao điểm là khoảng từ 501 đến khoảng 502 cái vùng này nè các bạn. Thì ở tại đây á, sẽ xảy ra maximum pen có nghĩa là market maker sẽ được lợi nhiều nhất à, khi mà market kết thúc ở điểm này thì sẽ mang lại cái lợi nhuận nhiều hơn dành cho um, các cái lượng option mà họ đã sell hoặc là buy ra ngoài thị trường. Và khi chúng ta nhìn về tới cuối tuần á ngày 1 tháng 3 á thì cái maximum pain á nó vẫn dừng ở cái mức khoảng từ 500 cho đến khoảng 504. Cái mức này nè các bạn mức đang có mũi tên của của kim nè và mình có một cái bức tường gọi là put wall mình có một bức tường ở ngay cái ngưỡng khoảng 499 và 500 thì trên tất cả những gì mà kim vừa mới trình bày cho các bạn Thật sự trong vài ngày tới rất có khả năng market sẽ là một nhịp buôn bán à, vẫn tiếp tục cái nhịp buôn bán này cho đến các level là khoảng tầm 503 hay thậm chí là level tới 500 luôn. Một xíu nữa mình sẽ ứng các level về maximum pen hay là những cái khối lượng dòng tiền mình sẽ ứng nó với lại TA để mình xem xem những level nào sẽ là những level support trong những ngày tới ha. Rồi về earning thì chúng ta sẽ thấy là đây là biểu đồ về implied volatility và hiện tại với cái biểu đồ này nè thì các bạn sẽ thấy là những con stock có tiềm năng dao động mạnh trong market mình sẽ tạm lấy là những con nào mà có cái mức độ dao động có thể là trên 10 đi hay là trên 15 phần trăm thì càng tốt thì ở đây chúng ta sẽ có nhóm vào ngày mai mình có ER của BYND Space Uh, space là uh, uh, ALGR sẽ là những con stock có cái biên độ dao động move khá lớn vào ngày mai và ngày mốt thì chúng ta sẽ có thể trong cái nhóm này Kim nghĩ là Mara và AI sẽ dẫn đầu cuộc đua uh, Mara và AI uh, hoặc là mình trước mắt là Amera và AI đi sẽ bắt đầu có cái lượng implied volatility đi lên thì đây là các con stock các bạn có thể để ý. À, một cái điều đặc biệt là các bạn thấy là con SOUN này nè và FUBO nè mặc dù hay là con SE này, mặc dù là phải tới khoảng cuối tuần là đầu tuần sau thì nó mới có ER, nhưng mà hiện tại implied volatility của nó cũng khá lớn. Điều này có nghĩa là có khả năng đây sẽ là một con stock có cái big move cực kỳ vào cuối tuần. Vì vậy nên các bạn hãy để ý hai cái con stock này, SOUN và FUBO cho khoảng cuối tuần nếu các bạn muốn trade ER. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với các diễn biến, các tin tức quan trọng sẽ xảy ra và nó giúp cho mình đo lường được cái mức độ buôn bác của market nó sẽ xảy ra vào những thời điểm nào trong tuần này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là mình sẽ theo dõi trên cái lịch của Econ ở đây sẽ là một lịch chuẩn mà các bạn có thể xem hàng tuần. Và Kim chia sẻ rất là nhiều với các bạn á, lý do vì sao đây lại là một cái lịch mà chúng ta cần phải theo dõi bởi vì trên đây các bạn sẽ thấy á, những cái dấu sao đỏ này nè là những dấu sao cho mình thấy đây là các uh, uh, các event có thể move market. À, có thể làm cho market biến động và những cái sao xanh là những cái event mà các bạn cần phải theo dõi thì như vậy nó sẽ rất tiện cho các bạn theo dõi. Và đồng thời với những cái uh, những cái thông tin ở trong đây thì nó còn cho chúng ta một cái bức tranh nữa có nghĩa là các nhà đầu tư, các nhà phân tích tài chính hay là những nhà kinh tế thì họ đang nhận định như thế nào, họ có dự đoán gì về các chỉ số sẽ xảy ra. Thì bây giờ các bạn thấy nè là vào trong tuần này nè, à, đây là một tuần khá là biến động lý do. Từ ngày 26 cho đến ngày 28 sẽ là ngày settlement, của các uh, securities quan trọng 20 năm 30 năm không biết là các bạn còn nhớ Kim đã nhấn mạnh về điều này vào hôm thứ sáu không à, đúng không ạ à? chính vì vậy cho nên á từ đây cho đến ngày 28 á, là market sẽ có những cái biến động theo chiều hướng á, là nó sẽ rất là choppy bi thứ nhất là nó sẽ rất là choppy thứ hai nữa là những cái nhịp buôn bác của nó chỉ có thể buôn bác trở về các cái vùng support uh, gần ví dụ như là ngày hôm nay mình thấy nó buôn bác thật sự về 505 506 cũng là một cái vùng support khá mạnh và nếu như mà nó còn tiếp tục buôn bác trong vòng 2 ngày tới thì cái mức tối đa chỉ là ở mức ở chỗ kháng cự chéo uh, và pivot quan trọng khoảng nào rao 500 thôi bởi vì với một cái lượng xe đồ khá mạnh như vậy, các security của chính phủ thì sẽ cần tạo ra một cái hiệu ứng tích cực ở trong equity market Thì chính vì như vậy nên market của mình sẽ chưa có rớt qua được những cái support quan trọng này vì vậy cho nên những cái truy mà mình cần phải để ý là liệu khi stock market rớt về những cái điểm này thì nó sẽ có cái nhịp bounce đi trở ngược lên tạo time 2 mới hay không thì ở đây các bạn sẽ thấy nè trong vòng những ngày sắp tới nếu như mà market có cái nhịp pullback xuống và nó rất là trùng hợp với cái việc là uh, uh, max spend thì hiện tại vẫn đang ở giữ cái mức khoảng ngờ từ 499 cho đến 502 đúng không ạ thì bây giờ ngày thứ uh, tư sáng ngày thứ tư chúng ta sẽ có GDP nè rồi ngày thứ năm ấy, thì chúng ta sẽ có jobless claim và mình sẽ có PCE ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có PMI và ISM thì bây giờ chúng ta sẽ xem các chỉ số này các dự đoán này liệu có gì khiến cho các nhà đầu tư phải lo lắng hay không bây giờ mình nhìn sang chỉ số về consumer confidence uh, mình thấy không có cái gì đáng lo hết Hồi trước đó nó là 114 thì bây giờ các nhà đầu tư nhận định của nó sẽ cũng ở range trên khoảng 110. Thì như vậy vẫn là trong vùng có thể chấp nhận được. GDP, GDP, các bạn thấy nè, với chỉ số GDP ở trong những cái kỳ report trước thì cái GDP quarter over quarter nó được đang được các nhà đầu tư đã được các nhà đầu tư xác định ở mức 3.3% cũng như là cái PC annual rate ở mức 2.8% hiện tại là với dự đoán mới thì các nhà phân tích họ vẫn giữ nguyên cái PC annual rate ở mức 2.8% tuy nhiên là họ có một cái sự hơi phân vân giữa việc liệu có nên điều chỉnh liệu sẽ có xảy ra trường hợp điều chỉnh gdp theo có chiều hướng giảm nhẹ hay là tăng nhẹ hay không thật ra khi mình nhìn vào cái con số này nè mình một cách khách quan mình thấy nó sẽ không có biến động nhiều đến với market À, và bây giờ thì mình sẽ nhìn thêm một cái chỉ số nữa để cho các bạn thấy lý do vì sao mình lại nói là nó không có biến động nhiều đến market đó chính là một cái chỉ số cực kỳ quan trọng tiếp theo đó chính là pce với cái pce á, là mức độ lạm phát được à, fed và chính phủ theo dõi để đưa ra các chính sách của họ chứ không phải là cpi đúng không ạ thì đây là với những sự à, dự đoán của các nhà đầu tư về cái chỉ số pce này thì các bạn sẽ thấy nè với cái chỉ số PCE này á, với chỉ số mà personal income thu nhập à, của từng thu, thu nhập personal thu nhập cá nhân á về men over men á thì đang có một cái sự lo ngại giữa một số các nhà đầu tư họ nghĩ rằng cái lần này thu nhập cá nhân sẽ thể hiện là thấp hơn so với dự đoán kỳ trước. Tuy nhiên hầu hết những người, à, những nhà phân tích á, vẫn theo chiều hướng đi lên. Chính vì vậy cái con số trung bình của dự đoán là từ 0.4 cho đến 0.6 Và thêm nữa khi mà mình nhìn về những cái chỉ số về Price Index Mình thấy thật sự cái mức độ của nó đó là có một cái chiều hướng khá là mâu thuẫn nhau giữa các nhà đầu tư Ví dụ như là min over min thì nó vẫn giữ cái mức là từ 0.2 lên 0.3. Tuy nhiên là về year over year thì là ở mức là nếu mà so với lần trước, so với tháng trước là 2.6 thì bây giờ các nhà đầu tư đang băn khoăn giữa mức từ 2.3 đến 2.7%. Và Core PC Index thì được dao động về month over month thì cũng có điều chỉnh theo hướng đi lên Nhẹ 0.3, 0.4 Tuy nhiên year và year thì lại giữ mức bằng hoặc thấp hơn là 2.8, 2.9 Khi một cái chỉ số này được đưa ra thì chúng ta sẽ có expect gì à, Cái này là với cái cá nhân, cái góc nhìn của Kim thôi nha Và các bạn sẽ cần phải làm thêm những cái research due diligence cho các bạn với cái góc nhìn cá nhân của kim thì từ đây cho đến cái ngày thứ thứ mấy là ngày có pc tới ngày thứ năm tức là từ đây đến ngày thứ tư là chúng ta sẽ có những cái dịp direct nhẹ cho cái kết quả của PC và điều này thì nó rất là trùng khớp với cái việc là hiện tại các chỉ số về các cái chỉ số về về maxpen này kia thì vẫn đang theo cái chiều hướng đi xuống À, hướng về cái phía vùng khoảng 500 và kể cả về TA cũng vậy. Vì vậy cho nên khả năng từ đây cho đến ngày thứ năm thì chúng ta sẽ thấy cái level khoảng 503 hay thậm chí là thấp hơn nữa là khoảng 500 cho đến 500 à, chấm 50c đó cái khoảng đó 500 50c đúng rồi à, sẽ được test lại. Tuy nhiên á nếu như các bạn so sánh á bởi vì á PC thì thường ra vào cuối tháng trong khi cái CPI á nó lại ra vào đầu tháng thì nó mang cái tính định hình nhiều hơn. Thì các bạn thấy nè, với cái kết quả PC uh, CPI vừa rồi á, vào ngày 11 tháng 1 mình có cái rep, uh, 11 13 đây tháng 2, mình có cái report cho tháng 1. Thì các bạn sẽ thấy nè, chỉ số CPI á nó theo chiều hướng giảm xuống. Và chỉ số về core PC, uh, CPI á thì nó lại theo chiều hướng là bằng, giữ nguyên. Vì vậy cho nên với cái PC á Thật sự là mình với cái trend của CPI CPI như thế này này. Với cái trend của CPI như thế này thì thật sự là mình thấy cái PC nó sẽ khó mà có một cái biến động mà gây ra sự bất ngờ uh, tiêu cực cho các nhà đầu tư. Chính vì vậy cho nên theo như mình nghĩ cái nhịp bullback này nó sẽ xảy ra từ đây cho đến khoảng thứ tư thôi. À, và sau đó đó là trễ nhất là khoảng thứ tư, thứ năm thôi Và sau khi có chỉ số PC ra thì cái market của mình sẽ có khả năng pick up quay trở lại Tuy nhiên cái việc mà market của mình sẽ pick up quay trở lại đến đâu thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem chart nha Thì hiện tại chúng ta cùng nhau quan sát chart của S&P 500 Uh, etf là con spy này thì các bạn thấy là hôm nay là nó dừng ngay cái điểm support của mình luôn là ngay cái đường này uh, với cái chart này thì kim không có thay đổi gì hết Um, từ cái lúc mà kim vẽ cho các bạn kim mới ép thêm là kim tạo thành một cái vùng một xanh ở đây tuy nhiên các bạn vẫn thấy cái đường vẽ cũ của mình á cái hôm trước là ngay cái điểm này thì ngày hôm nay á, after hour là con spy nó đạt được tới cái, um, cái 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 level ngay cái điểm này ngay cái đường support này và nó đang có dấu hiệu uh, vòng lên trở lại tuy nhiên á, với những cái tín hiệu mà đang có chiều hướng buôn bác như thế này thì mình nghĩ là trong ngày mai market sẽ có thêm một cái nhịp điều chỉnh nữa có thể là nhẹ thôi ngày mai là market nó sẽ có một cái nhịp là nó có thể là nó đi trong cái khoảng ví dụ như nó lên nó bác test lại đụng cái từ bây giờ là 506 đúng không nó lên nó test lại khoảng 507 506.90 mấy sau đó nó rơi xuống bắt đầu tiếp tục buông bác xuống đi cực kỳ choppy và có thể test được cái khúc khoảng 503. Cái này là bao nhiêu khoảng 503 các bạn cho là 503.5, 503.7 đi, các bạn cho nó một cái cái khoảng uh, 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 cái khoảng deviation. Thì á uh, uh, các bạn sẽ thấy là có theo kim nha. Nó sẽ có khoảng một cái đợt một là nó sẽ rớt về cái vùng này luôn. Hai là nó sẽ lên lại tới cái vùng khoảng chừng dưới 507 thôi. Và sau đó là nó sẽ làm những cái nhịp buôn bác về lại cái vùng support này. À, và nếu như mà nhanh chóng hơn nữa thì nó thậm chí là từ đây cho đến ngày thứ tư thì nó có thể là nó rơi về cái vùng khoảng tầm 500. À, từ đây đến cái ngày thứ tư luôn và nó sẽ rớt về cái support này. À, rất là trùng hợp á là tại cái vùng này á nó vừa là kháng cự à, à, hỗ trợ chéo nè nó vừa là cái đường pivot hỗ trợ ngang nè mà thậm chí nếu các bạn mở ra những cái đường EMA á thì ở đây á hình như là kim co hồi nãy nói là EMA 50 hay là 200 gì đó của khung 4 giờ à, thì tức là vừa hội tụ các đường EMA mà vừa hội tụ những cái đường giá như vậy thì rất có khả năng là market từ đây cho đến ngày thứ năm nó sẽ bị hút về cái điểm này thì như vậy khi mà kịch hút về cái điểm này Cái trade plan an toàn cho mình sẽ là như thế nào Bởi vì các bạn thấy nè Bây giờ nếu mà mình phân tích về risk reward ha thì nếu mà từ đây mà mất từ 500 mà market bắn lên thì mình sẽ có rút nó lên lại là khoảng chừng 503 à, 504 hay thậm chí là nó lên lại thậm chí là nó 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 tạo một cái high or low đúng không ạ? Theo mẫu hình nè các bạn, high or low hai ở low và nó sẽ lên lại luôn cái vùng đỉnh này của mình khoảng 510 luôn. Thì nếu như mà mình theo cái như vậy thì cái cái reward của nó khá lớn. Trong khi cái risk của nó à, nếu mà chúng ta vào long ngay cái điểm này nè thì cái risk của nó chỉ tới cái khoảng chừng 498. Chấm, cho là 498.2 khoảng đó. Tức là mình cắt á, thì nếu như nó rớt xuống dưới 498.2 thì chúng ta sẽ đánh ngược lại là đánh ngược nó về cái vùng này khoảng 493.5 tức là mình cũng khoảng được 6 điểm nữa còn khi mà mình lon lên thì mình cũng lon được khoảng năm sáu điểm trên nữa thì như vậy đây là một cái điểm mà các bạn vào lon cái risk reward nó sẽ có lợi hơn cho các bạn à, còn nếu như mà các bạn ngại á, các bạn uh, ngại thì lúc đó là các bạn có thể các bạn xem các tín hiệu về price action hoặc là các indicator xem xem nó có khô được trên cái vùng support này không thì các bạn đánh lên hoặc là các bạn đợi nó break down thì thật sự khi nó break down các bạn phải đợi nó break down hẳn xuống dưới cái vùng 498.2 nè thì nó khoảng 498 thì nó mới mới có cái khả năng đi xuống còn nếu như mà nó chưa break down khỏi cái vùng đó đó thì nó vẫn có khả năng nó chớp 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 hoặc là nó nó xuống nhẹ. Cái vùng này có một điểm cho đó nó giật ngược trở lên. Thì đó chính là cái cái tray mà các bạn có thể consider. Bây giờ mình sẽ có đây là các bạn. Đây là những cái level mà các bạn có thể chụp lại màn hình để các bạn cân nhắc các cái level quan trọng của spy. À, và những bạn có subscribe vào cái page pageforward tại nhà.com. Kim nhắc lại nha là các bạn mà subscribe vào pageforward tại nhà.com thì các bạn sẽ nhận được một cái file một cái file chứa những cái hình vẽ còn Chứa những cái chat này Và cũng như là các bạn có thể email cho Kim Những con sóc các bạn quan tâm Để lần sau mình làm update Thì mình có thể include những con sóc của các bạn vào Nếu như mà có nhiều người quan tâm Thì các bạn cứ nhớ subscribe và phố tại nhà.com Thì Kim sẽ gửi ra cho các bạn các cái chart này Đây là bên spy qq thì sao nào QQ thì nó dừng ngay cái vùng kháng cự của mình luôn Và hiện tại thì nó đang đi ngang chưa có một cái sự quyết định nào hết à, để cho các bạn có thể có những được có được những cái trade plan hấp dẫn á, thì một là các bạn sẽ đợi cho nó quay trở về lên trên 498 mình đánh nó lên lại khoảng 440 cho đây trade hoặc là nó phải vượt lên trên 440 luôn thì mình đánh nó về 444 cho đây trade còn nếu như trong trường hợp á, mà ngày mai á, nó tạo nó nó mở cửa hoặc là nó mở cửa hoặc là nó có cái cây nến là 15 phút mà đóng dưới 435.5 thì các bạn có thể các bạn short nó về khoảng cái vùng 433 433.6. Và thậm chí nếu mà tiếp tục rớt nữa thì các bạn có thể à uh, trade cái con short này về lại nếu mà target gần là 431.26. Target xa xa hơn một tí aggressive hơn một tí là 430.15. Thì đây là cái vùng mà các bạn có thể canh và các bạn à uh, uh, trade vào ngày mai. IWM thì hiện tại IWM đang nằm trong một cái ngưỡng nếu mà ngày mai các bạn thấy là nó mở cửa hoặc là nó có đóng nến ở trên 201, à 202, 202.2 nếu nó nằm trên 202.225 thì các bạn có thể đánh nó về lại cái đỉnh cũ 204.6 nhưng mà nếu như mà ngày mai nó mở cửa và nó lại rớt xuống nó lại rớt xuống thì các bạn sẽ phải xem, các bạn sẽ phải canh một tí xem nó về support ở đây nó phản ứng như thế nào Chừng nào mà IWM gãy support 199 thì lúc này các bạn mới sót nó về những cái level 197.5 hay là 196.3 Cái lý do vì sao mà Kim lại khá dè dặt trong các cái lệnh short tại thời điểm này Lý do là trong ngày hôm nay các bạn thấy diễn biến của market nè. Mặc dù là market spy có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên cái việc đi xuống này nó lại không đồng điệu với cái việc là IWM, cái diễn biến của IWM hay là QQ mà khi mà các bạn thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào grow stock ví dụ như là qq hay là dòng tiền đổ vào grow stock của iwm thì như vậy cái momentum người ta fomo người ta muốn mua vào market vẫn còn cao chính vì vậy cho nên đó là cái trade mình đợi nó về support mình đánh lên thì nó vẫn sẽ an toàn hơn những cái trade short xuống trừ khi nào các bạn thấy nó thủng hẳn những cái support giống hồi nãy kim vừa mới nói với các bạn hay là khi nào spy nó thủng hẳn cái support này 498 thì lúc này các bạn mới có những cái lệnh short ngon lành. Rồi bây giờ thì IWM còn Dow Jones thì sao? Dow Jones thì sau lần trước mình làm homework Quốc thì nó đã break out và bây giờ thì hiện tại là nó đã hit được target thứ ba của mình. À, vào hiện tại thì cũng đang ở cái support ở khoảng 309. Vào ngày mai nếu như mà Dow Jones gãy support 309 thì mình có thể mình scap nhẹ cái này gọi là scap tại vì khoảng cách quá ngắn về 389.2 hoặc là nếu như nó thủng luôn 389 thì lúc này mình mới scap nó về khoảng 386.8 còn nếu không thì các bạn vẫn đợi coi nó có hướng đi rõ ràng còn nếu như mà nó có thể là nó khu được vùng 390.5 thì các bạn có thể đánh nó quay trở về cái đỉnh cũ là 392.83 còn nếu fract luôn khỏi cái điểm này 393 thì các bạn có thể đánh nó về 394.95 vix vẫn nằm trong cái vùng à, một cái vùng à, chấp zone của mình và khi mà VIX còn nằm trong cái vùng này á thì thật sự chúng ta không nên dựa vào VIX để mình phán đoán market về các sector trong market thì mặc dù Kim không phân tích kỹ từng sector, tuy nhiên đây là những sector mà các bạn có thể quan sát. Thì hiện tại dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào nhóm Energy. Tuy nhiên lần trước, tuần trước thì dòng tiền đổ vào Utilities. Thì bây giờ dòng tiền lại bị rút ra mạnh khỏi Utilities nè. À, và Real Estate và Utility Real Estate và Consumer Communication Service. Thì khi dòng tiền rút mạnh ra khỏi ba cái nhóm này nè và vẫn nằm lại khá là nhiều. Ngày hôm nay á cái dòng tiền vẫn nằm lại ở energy, vẫn nằm lại ở uh, technology sector và vẫn nằm ở discretionary sector. Chứng tỏ là các nhà đầu tư thật sự họ vẫn chưa bearish hẳn. Mặc dù cái tín hiệu bullish của họ vẫn còn yếu, nhưng mà thật sự là họ vẫn chưa bearish hẳn. Vì vậy cho nên trong thời gian sắp tới như các bạn uh, cũng nghe Kim chia sẻ là nó sẽ khá chớp. Các bạn uh, trade cẩn thận theo level. Tesla. Uh, trong ngày hôm nay thì Tesla đã mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư bằng cách là nó break out ra khỏi cái nêm lần trước của mình. Uh, và sau khi nó chạm vào vùng kháng cự Tạm thời khoảng 201, 202 có cái nhịp boom bác Nhưng cái điều may mắn là cái nhịp boom bác này lại không dẫn tới những cú xả mạnh như những lần trước mà nó chỉ có hơi sương sương thôi. Mặc dù là market có cái nhịp rớt luôn nhưng mà market nói chung và kể cả technology thì cũng có những cái nhịp boom bác khá mạnh. Kể cả Nvidia cũng vậy. Tuy nhiên Tesla thì nó chỉ hơi sương sương nhẹ nhẹ khoảng một phần trăm từ cái đỉnh của nó thôi thì như vậy ngày mai nếu mà tesla nó gãy khỏi cái vùng cái support một trăm chín mươi bảy chín thì các bạn có thể short con tesla này về lại cái gì à? về lại vùng khoảng một trăm chín mươi nè hay là short nó về lại về lại một trăm chín mươi hay là short nó về lại cái vùng khoảng cái support chéo cái support chéo hiện tại còn nếu như mà Tesla có thể chống được ở những cái vùng này khoảng 195 hay là support chéo thì chúng ta có thể cân nhắc một cái trade đánh lên bởi vì sao Tesla đã break ra khỏi cái kháng cự của nó rồi. Và mình có thể đặt stop loss ở đâu? Nếu stop, stop loss aggressive sẽ là khi Tesla thủng dưới 190 có nghĩa là các bạn đánh lon lên từ những cái điểm khoảng 193, 195. Khi Tesla rớt xuống dưới 190 thì lúc này các bạn mới đánh nó về khoảng 108. Còn nếu như mà Tesla nó vẫn giữ được trên những cái vùng này thì các bạn nên cân nhắc các cái trade là đánh Tesla đi lên trong tuần này cho đến tuần sau. Hơi trái ngược với market ha. Về Apple thì thật sự Apple vẫn di chuyển trong nêm như lần trước mình vẽ Nên cũng không có nhiều điều gì quan trọng về Apple Tuy nhiên bởi vì nó ngừng ngay support rồi Cho nên ngày mai các bạn nhớ quan sát Nếu như mà Apple gãy support và thậm chí là break xuống dưới cái hỗ trợ cũ lần trước của nó 179 thì các bạn hoàn toàn 179.3 thì các bạn hoàn toàn có thể đánh À, trade cái con stock này về khoảng 177 177.5. Và nếu mà nó gãy luôn cái vùng này thì mình có thể trade nó về 175 bởi vì nó nằm ngay support. Còn trong trường hợp nếu nó được đỡ bởi support thì các bạn có thể các bạn uh, trade cái cú uh, bounce lên cái kháng cự chéo của Apple hoặc là bounce lên nhẹ cái vùng cái vùng uh, cái vùng kháng cự khoảng 182 phải không? đúng là khoảng 182 và cái 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 target ở trên cái cái đỉnh um, kháng cự chéo khoảng tầm 1984 183.5 trường hợp Apple mà break lên khỏi cái cái kháng cự này nè thì cái kháng cự chéo này á thì các bạn mới thấy là nó lên lại những cái vùng khoảng 185 xuống 63. Hiện tại mình không có vẽ nhiều cho con Apple các cái key level bởi vì nó vẫn còn nằm trong name. Khi nào có name rồi thì chúng ta sẽ expand những cái vùng key level ra cho các bạn. NVDA thì hiện tại nè các bạn thấy nó có thể là mình phân tích thành một cái hình tam giác nhỏ như thế này và nvda thật ra rất là dễ chơi bởi vì á, với cái tam giác nhỏ này nè mình kiên nhẫn mình đợi một là nó break out ra khỏi cái tam giác nhỏ này break out khỏi cán cự chéo thì các bạn có thể đánh nó về lại cái đỉnh cũ khoảng tám trăm mười chín tám trăm hai mươi gọi là điểm kháng cự tâm lý đi còn nếu như mà các bạn thấy là nó break out xuống dưới cái cây nến này các bạn thấy nó tạo thành một cái cây nến À, rất là dài với cái cái thân rất là dài đúng không ạ? Thì với cái cái râu rất là dài thì nếu như mà nó quét dưới cái râu này là dưới cái vùng khoảng 775 thì các bạn hoàn toàn có thể đánh một cái nhịp NVDA buôn bác trở về lại với kháng cự chéo cũ, hỗ trợ chéo mới ở vùng khoảng 750. Ừm uhm, khoảng 735 cho đến khoảng 750 các bạn có thể sót nó về đây nên game này cũng khá là dễ chơi cho các bạn Meta bất ra thật sự thì đi chậm quá và vẫn còn trong nêm cho nên các bạn cứ theo những cái level này và thật sự với một cái mức độ dao động chậm như vậy thì các bạn cũng không nên trade nó trừ khi nào mà nó break out ra khỏi cái kháng cự chéo này hoặc là nó break down thì lúc này chúng ta hãy mới hãy vào chúng ta trade uh, microsoft microsoft thì đã break out ra khỏi kháng cự chéo rồi tuy nhiên có vẻ là vẫn còn đang buôn bác để quay trở về với gì ạ quay trở về fill cái um uh, fill cái 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 đường cái level khoảng 405 404 9 là cái level mà nó tạo thành cái gap ngày hôm trước. Và nếu như mà mạnh hơn thì Microsoft có thể về phiêu uh, fill lại những uh, sẽ về test lại cái hỗ trợ chéo này. Tuy nhiên thật sự nếu nó rất ăn hỗ trợ chéo này rồi mà nó rớt xuống dưới. Cái đấy um, cái support khoảng 400 khoảng 399, 398 thì nó mất momentum rồi. Cho nên mình nghĩ nếu mà nó fill cái gap này khoảng 404, 405 nó hô được thì các bạn sẽ đánh lên. Còn nếu như mà nó tiếp tục nó rớt xuống thì các bạn có thể các bạn canh xem là nếu như mà nó break xuống dưới khỏi cái đáy nó break xuống dưới khỏi cái đáy của lần cái đáy gần nhất của nó là vùng 397 thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể short nó về những cái vùng khoảng 394 hay thậm chí là rót nó về sâu hơn, level sâu hơn tương ứng với lại cái cái hỗ trợ chéo này khoảng 385. thì đây sẽ là cái trade cho các bạn dành cho Microsoft, Google. Hiện tại thì Google đang yếu thế hơn những người bạn của mình. Tuy nhiên á là với một cái tam giác như thế này, thì Google đang dừng ở cái mức support ngày trong ngày hôm nay rồi. À, nếu như mà ngày mai á, các bạn thấy Google mà nó gãy cái support này À, nó gãy cái vùng khoảng 136 thì chúng ta có thể trade google về 135.16 hay thậm chí là nếu nó gãy luôn vùng 135 thì mình trade nó về cái vùng này khoảng 132 133. Còn nếu mà google setup có một cái setup breakout khỏi kháng cự chéo thì lúc này à, những level 144 à, 100 cho tới 146 sẽ là những level mà các bạn cần phải co cái quan sát chốt profit thì hoặc là nếu mà Google ngày mai có thể hô được trên 137 138 thì cũng là một cái trade để các bạn đánh lên khoảng tầm 140. À, tuy nhiên á là với cái con stock Google này nè, cái biên độ dao động của nó cũng khá chậm cho nên là các bạn hãy để ý nó break, down, break out hoặc break down ra khỏi cái hình chữ nhật này thì mình sẽ để ý trade nó nhiều hơn. À, Amazon thì mặc dù ngày hôm nay có tin Amazon đã gia nhập vào Dow dow Jones, Amazon. Tuy nhiên á là Amazon vẫn à, không có nhiều chuyển biến lắm. Thì thật sự cái tin tức này là cũng không có à, không có gì nổi trội cho stock Amazon. Tại vì thật sự nếu mà tính về FA thì Amazon vẫn là một con stock mà có tiềm năng và long thơm rất lớn rồi và nó được bảo chứng qua cái việc là ngày hôm nay thì được đưa vào trong các mặt trong những công ty kỳ cựu của nước Mỹ và thay thế cho World Green tuy nhiên là với cái với những cái diễn biến về FA của Amazon ai cũng biết như vậy rồi á thì Kim nghĩ các bạn sẽ nên cân nhắc đánh con stock này theo TA chẳng hạn như là hiện tại cái vùng mà nó có thể bao back trở về mình nó có thể test lại cái vùng khoảng 170.3 để mình có thể vào lon hoặc thậm chí nó có thể vào về lại cái vùng khoảng 166 167 nếu như mà nó quyết định đây sẽ là một cái vùng chop zone của nó Tình hình là từ đây cho đến khoảng giữa tháng 3 sẽ có những cái biến động lớn trong market bởi vì FOMC bởi vì OPEC bởi vì rất nhiều thứ cho nên với những con stock mà có cái tính um, giống như là những con stock như Amazon Microsoft Google là những con stock mà gần như là cái FA của nó khá là vững chắc thì Kim không nghĩ những con stock này sẽ có biến động nhiều như là market đâu cho nên là các bạn sẽ cân nhắc những cái con stock thuộc về nhóm AI nè, hay là hôm nay mình thấy có một đại diện về Tesla đã break out ra khỏi kháng cự chéo. À, mình cân nhắc vẫn đã gần tạo thành cái trend uh, either là reversal hay là tiếp tục reach on time hai tiếp. Đó là những con stock mà các bạn nên uh, tham khảo để trade. PLTR thì hiện tại cũng đang nằm trong một cái name cho nên là mình, à, các bạn sẽ xem, ví dụ như là ngày mai hay là ngày mốt trước khi mà mình có market update vào thứ tư, các bạn thấy nó break đầu nào thì các bạn cứ đánh theo đầu đó. S&PX và đây là món quà dành cho các bạn, à, là S&PX Trade Plan thì hiện tại theo như các kế hoạch của mình là cái con SPX này nè hoặc là con con SPY hay là con SPX thì nó sẽ có cái khả năng nó quay trở về nó test lại cái vùng gap này ha nó test lại cái vùng gap này khoảng tầm test lại cái vùng cái vùng này nè là khoảng tầm năm ngàn khoảng ở 5040, năm ngàn không trăm bốn mươi năm không trăm năm mươi năm mươi nó sẽ về nó test lại cái vùng này thì bây giờ dựa trên cái mình phân tích nãy giờ mình thấy cái gì ạ? Mình thấy là thứ nhất, một là nó về cái vùng này, nó bắn lên, nó tạo O tham 2 luôn. À và thậm chí là hơn cái O tham hai nữa. Hai là nó về cái vùng này, sau đó nó đi choppy và nó rớt xuống vào OPEX. Và mình biết OPEX sẽ là một cái ngày mà từ đây đến OPEX thì các cái um, các cái option của stock á nó sẽ khiến cho cái market at least là con SP500 nó có một cái biên độ dao động khá mạnh. Chính vì vậy cái trade của mình đó dành cho các bạn đó, sẽ là một cái trade mà chúng ta à, mà chúng ta sẽ trade hai đầu. Và hai đầu này đó, nó tương tự giống như cái đợt hồi, hồi Cách đây 2 tuần mà mình cho các bạn vào trade Tức là chúng ta sẽ favor cái chiều hướng xuống nhiều hơn Tại vì sao? Tại vì từ đây khi mà nó rớt xuống nè Nó sẽ có khả năng nó về nó fill lại cái gap khoảng dưới này đúng không ạ? Và thậm chí khi mà nó về nó fill lại cái gap khoảng dưới này Thì sẽ có cái khả năng là Có khi là với những cái nếu mà từ đây tới OPEX Nó fill xuống dưới này và sau đó là chúng ta có thể chúng ta đón chúng ta đón một cái trade đi lên thì như vậy chúng ta có thể đến hai đầu bằng cách mình vào một cái credit call 5.000 4.995 đồng thời và cùng lúc luôn Either là một cái iron condor uh, với cái đầu credit call 5110 5105 và credit put 5105 5.100 mình sẽ làm giữ một cái iron condor deep in the money ở đây và một cái credit call in the money ở chỗ này. Và khi mà nếu như trong hai trường hợp đó, SPS mà nó rớt xuống thì chúng ta sẽ chốt lời cái lệnh credit call này trước và chúng ta chốt lời cái con credit call ở trong cái cái iron condo này trước luôn. Sau đó cái credit put của credit call của iron condor này trước. Cái credit put của con iron condo này chúng ta sẽ để cho nó free run. Tại vì sao khi mà chúng ta làm một cái credit iron condo in the money như vậy, thật sự cái phần vốn, cái phần risk, cái phần rủi ro của cái iron của cái phần credit put sẽ thấp hơn cái lợi nhuận mình lấy về được từ hai cái cặp carry call. Còn trong trường hợp nếu nó ngược lại Ha. trong trường hợp nếu nó ngược lại là từ mai mốt cho đến à, từ mai mốt cho đến là khoảng ngày OPEC nó có cái nhịp đi lên trên thì khi mà nó có cái nhịp đi lên trên như vậy nè Thì lúc này á, cái credit card của mình sẽ lỗ Tuy nhiên là Kim coi thử Thì cái credit card này các bạn có thể lấy về được Với cái giá là mình bỏ một mà mình ăn tới 4 Tức là mình bỏ 100 hay là 115 mà mình ăn tới từ 385 cho tới 400 lận Cho nên á, là cái loss này của nó sẽ thấp Tuy nhiên nếu như mà con sót này nó lên á, thì cái điểm mà gieo của nó sẽ là cái điểm khoảng iron condo khoảng cái vùng này nè thì nó sẽ giúp cho cái lệnh của mình nó, nó hồi lại được cái phần loss của credit card còn với những bạn nào mà các bạn muốn có một cái sim một cái option đơn giản hơn thì các bạn có thể vào theo tỷ lệ là các bạn cũng vào credit card nhưng thay vì vào iron condo thì các bạn hãy vào credit put theo tỷ lệ là cứ hai con iron condo thì các bạn vào một con credit put. Lý do với hai con iron condo này nè thì cái vốn của các bạn vào hai con thì cái vốn của các bạn khoảng 200 đến 230. Một con credit put này nè, khi các bạn vào tại cái điểm này nè thì nó cũng sẽ mang về cho các bạn cái maximum profit là khoảng 230. Như vậy điều này có nghĩa là cái gì khoảng 230 đến 250. Như vậy thì đây là một cái lệnh gần như là passive cho các bạn Tức là các bạn chỉ có bỏ vào đó Và đến ngày 15 tháng 3 các bạn thu hoạch thôi Một là các bạn ăn cái con credit card này và các bạn ăn, các bạn thắng lớn Hai, các bạn Huề vốn Nếu như mà cái con uh, SPX này nó đi lên chứ nó không đi xuống Thì cái con credit put này các bạn sẽ ăn đủ lại cái tiền vốn của credit card Và các bạn hề vốn Thì uh, đây sẽ là một cái tree cho mình những bạn nào mà muốn tại vì cái expiration của nó tới 15 tháng 3 lần là trong quá trình mà các bạn tham gia cái khóa phố wall tại nhà các bạn được học về các option cho nên nếu như mà những bạn nào vẫn còn đang À, thắc mắc vẫn còn đang phân vân là ồ không biết là phố world tại nhà hay là những khóa học nào phù hợp với các bạn hay là những bạn nào muốn tham gia vào những cái cách tray giống như kim nhưng mà các bạn muốn tự trade luôn chứ các bạn không có muốn phụ thuộc vào lớp của kim hay là bất cứ ai hết thì quan trọng nhất là các bạn có thể vào cái khóa học các khóa học online của phố world tại nhà và các bạn có thể chọn khóa học theo cái chiến thuật credit card and condo hay là bướm vừa rồi Kim vừa mới nói đó chính là cái khóa chiến thuật phố tại nhà còn với những bạn nào mà các bạn thích cái cái kiểu đánh giống như Kim quá đi nhưng mà các bạn thật sự các bạn vẫn còn chưa biết lệnh sell là gì các bạn vẫn còn mong lung giữa hash portfolio của mình hay là các bạn vẫn còn chưa có một cái hướng đi cụ thể nào cho portfolio của mình phải grow như thế nào mình có 10.000 mình có 30.000 mình có 100.000 giờ mình phải làm gì với nó thì Kim highly recommend các bạn là các bạn sẽ thách cái khóa phố Wall tại nhà e to z về Wall Street option trước hay thậm chí các bạn có thể lấy cái lớp là e to z về naked option trading trước bởi vì đây sẽ là hai khóa mà bắt buộc chúng ta cần phải có đủ kiến thức để chúng ta trang bị kiến thức cho cái việc bảo vệ portfolio và grow portfolio của mình và đó là những chia sẻ của Kim dành cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và hy vọng là cái trade play này sẽ giúp ích được các bạn trong thời gian sắp tới xin chào và hẹn gặp lại các bạn